Thực hiện chủ đề năm 2022, hiện nay quận Thanh Khê đang tập trung các giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó quận tập trung đẩy nhanh đầu tư công, tạo nền tảng phát triển kinh tế trong dài hạn. Những ngày này, dự án công viên vườn dạo khu vực Hồ Bầu Làng đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Đây là dự án phục vụ dân sinh có mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, được khởi công tháng 11 năm 2021. Đến nay, dự án đã thi công đạt hơn 80% tiến độ và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch được quận Thanh Khê giao. Thì cái công trình này là công trình trọng điểm của quận Thanh Khê, mà là khu vui chơi cho chủ yếu là tập trung cái hồ này. Cho nên đơn vị thi công chúng tôi là khởi công là ngày 25 tháng 11, cố gắng là đẩy nhanh tiến độ, là tập kết máy móc thiết bị để mà làm nhanh đưa vào sử dụng trong lễ ngày 30 tháng 4 và 1 năm sắp tới. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, tổng vốn đầu tư công năm 2022 của quận là gần 147 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố gần 82 tỷ đồng và vốn thành phố phân cấp cho quận là gần 44 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn đền bù cho các ban quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư là gần 21 tỷ đồng. Trong năm 2022 này, quận triển khai 50 công trình, trong đó có 12 công trình chuyển tiếp, 1 công trình bố trí mới và 25 công trình chuẩn bị đầu tư. Để mà đảm bảo giải ngân đầu tư của vốn đầu tư công cho trên địa bàn quận thì chúng tôi đôn đốc đơn vị thi công bố trí nhân lực vật lực kịp thời mà bàn giao đi vào sử dụng, thì đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thi công thì để mà tăng tiến độ giải ngân cho trên các dự án trên địa bàn quận. Thì thống kê như năm ngoái thì chúng tôi đạt 95%, hơn 95% số vốn giải ngân trên địa bàn quận. Để tạo nền tảng phát triển kinh tế địa phương trong dài hạn, việc đẩy nhanh đầu tư công được quận Thanh Khê xác định là giải pháp quan trọng. Quận đặt ra mục tiêu đến ngày 30 tháng 4 này, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn đạt khoảng 20%.